Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2016, phiên chợ đưa hàng Việt về huyện đảo Cô Tô năm 2016 do vụ thương mại biên giới và miền núi, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cô Tô thực hiện là hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại quan trọng đối với huyện đảo Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện đảo Cô Tô 2016 nhằm góp phần giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương hiệu cũng như là tiềm năng thế mạnh của hàng Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư du lịch và dịch vụ giữa huyện đảo Cô Tô với cả nước. Phiên chợ lần này có 20 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước. Các sản phẩm được giới thiệu và bán là hàng Việt Nam có chất lượng tốt với giá cả hợp lý, gồm lương thực, thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm, dệt may, da giày, đồ gia dụng. Đối với lại chương trình hàng Việt ra biển đảo đấy thì về phía Bixi thì cũng luôn luôn ủng hộ cái chương trình này, vì đây cũng là một cái chương trình mà rất bổ ích cho bà con. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đối với những sản phẩm mà đưa đến cho bà con ở đây thì đều là những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam mình, và giá cả thì luôn luôn là rẻ hơn so với giá thị trường. Đối với lại những sản phẩm đưa ra đây đã là những sản phẩm đã có khuyến mại rồi, nhưng khi đưa đến đây cho bà con ở đây thì bao giờ Bixi cũng cố gắng lựa chọn những sản phẩm mà thiết thực nhất. Ví dụ như là những cái gam hàng, ví dụ như dầu ăn, mắm muối là những thứ mà bà con luôn luôn cần. Và mục đích của doanh nghiệp của chúng tôi ấy, đưa hàng Việt về đến vùng đảo Cô Tô đấy, thì thứ nhất là muốn quảng bá thương hiệu sản phẩm của đặc sản của từng vùng miền. Thứ hai nữa là cũng muốn đưa sản phẩm về đây để cho bà con biết được về cái sản phẩm nông nghiệp của mình rất là hiệu quả và rất là hữu ích. Trong chiến lược phát triển kinh tế, Cô Tô xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế với cơ cấu là dịch vụ du lịch, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, và vai trò của thương mại dịch vụ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của huyện Cô Tô. Huyện Cô Tô mong muốn vụ thương mại biên giới và miền núi, Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh sẽ dành nhiều quan tâm hơn nữa tới huyện đảo Cô Tô bằng cơ chế, chính sách, đồng thời tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các doanh nghiệp ra với Cô Tô để xây dựng Cô Tô ngày càng phát triển về kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh. Đây là một cái chương trình dành cái sự quan tâm của Bộ Công Thương, của vụ thương mại biên giới và miền núi đối với vùng sâu vùng xa, đối với vùng biển đảo. Một cái sự quan tâm ghê gớm lắm. Đưa doanh nghiệp, đưa hàng hóa ra với người dân Cô Tô chúng tôi. Những lần tạo điều kiện cho nhân dân tiếp xúc với hàng Việt Nam như này thì lại càng nhân lên cái lòng yêu nước, cái niềm tự hào, cái sự mong muốn của người dân Cô Tô cũng như người dân Việt Nam, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, để được lựa chọn hàng Việt Nam thể hiện cái lòng yêu nước của mình. Và vấn đề biệt quan trọng, đó nó thể hiện một cái sự chăm lo rất lớn của Đảng và Nhà nước cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, cho đồng bào vùng miền biên giới cũng như là hải đảo của chúng tôi. Để đồng bào chúng tôi quyết tâm cố gắng vươn lên làm kinh tế, làm giàu từ vùng biển đảo và quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo cũng như là vấn đề quốc phòng an ninh của vùng biên giới biển đảo của Tổ quốc. Phiên chợ hàng Việt về Cô Tô sẽ giúp người dân nơi đây có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những hàng hóa đa dạng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý. Đồng thời đây cũng là hoạt động để giúp doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, quảng bá các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.